Chào mừng các bạn và các em đến với khóa luyện thi quốc gia PENI năm 2015. Chúng ta đã biết là năm 2015 thì cái chương trình thi tuyển vào đại học và tốt nghiệp hoàn toàn mới, và để đáp ứng được với cái sự thay đổi hoàn toàn mới này thì hocmai.vn cũng đã có những cái khóa học có cái đặc thù riêng khác nhau để đạt được, để giúp các em đạt được những kết quả cao nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Trong các cái chương trình, trong các khóa học mà hocmai.vn cung cấp thì có thể nói cái khóa về PENI là một trong những khóa gần kề sát nhất của kỳ thi, tiếp cận dần nhất. Chúng ta đã biết là ban đầu bao giờ cũng là cung cấp những nền kiến thức cơ bản trọng tâm nhất, sau đó là các cái phương pháp giải nhanh phù hợp cho các kỳ thi. Tiếp theo là chúng ta có một khóa học gọi là cái khóa rèn kỹ năng, rèn phương pháp là và luyện kỹ năng thông qua các cái đề thi, tham khảo. Thế thì nói một chút về cái khóa luyện thi quốc gia PENI năm 2015 môn hóa học do tôi phụ trách, thì chúng ta cùng xem xét sơ qua một số các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, cùng nhau xem xét về cái cấu trúc đề thi môn hóa học năm 2015 có gì khác biệt so với các năm trước. Có sự khác biệt, tất nhiên là không nhiều lắm, nhưng đó cũng là cái sự khác biệt quan trọng mà chúng ta cần để ý để đáp ứng được yêu cầu của đề thi mới. Nó được chia làm 4 cấp độ, hay nói đầy đủ nó là các cái tiêu chí. Đó là phần nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Ở nguyên nhân người ta đưa chia làm 4 cấp độ bởi vì cần có một cái sự phân hóa rất rõ rệt, phân hóa rất rõ ràng. Nguyên nhân là do cái kỳ thi này là kỳ thi chung, có nghĩa là vừa tốt nghiệp lại vừa xét để vào đại học, gộp hai kỳ thi làm một. Vì vậy cho nên cần phải đáp ứng được hai cái yêu cầu. Một là đủ để mà xét tốt nghiệp, thứ hai là xét vào các trường đại học. Vì vậy cho nên nội dung của đề thi được chia làm 4 cấp độ theo cái mức độ từ thấp đến cao: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Có thể nói nhận biết thì đó là những cái câu hỏi mang tính vấn đáp thôi, tức là mang chúng ta cần phải nhớ thôi và đưa ra được các cái phương án, không cần phải tư duy nhiều. Nhận biết, thông hiểu thì có cái sự liên tưởng hay là cái sự so sánh giữa các cái nội dung kiến thức với nhau. Vận dụng từ cơ sở của các cái nội dung kiến thức mà chúng ta đã học thì vận dụng nó trong một số các cái bài toán hoặc trong một số các cái kiến thức có liên quan. Và vận dụng cao, số lượng bài tập liên quan tới phần vận dụng cao thì không nhiều, đó là các câu hỏi khó, cần có cái sự tổng hợp kiến thức rất là nhiều cũng như là sự kết hợp các cái phương pháp khác nhau. Chúng ta sẽ nói về số lượng các câu hỏi này ở phần sau. Và một cái đặc thù khác, 4 cấp độ thì đề thi môn nào cũng có, nhưng riêng môn hóa học thì còn bổ sung thêm hai cái đặc thù riêng, đó là tăng cường các câu hỏi có ứng dụng trong thực tiễn. Hóa học và đời sống thì luôn luôn gắn liền với nhau. Vì vậy cho nên trong đề thi người ta sẽ tăng cường các cái câu hỏi có liên quan để trả lời các cái vấn đề thực tiễn trong đời sống xảy ra. Đấy, gắn thực tiễn với cái phần lý thuyết học trên lớp. Bên cạnh đó, hóa học là một môn khoa học thực nghiệm, vì vậy không thể tách rời các cái thí nghiệm, các cái hiện tượng trong phòng thí nghiệm cũng như là trong đời sống. Và số lượng các câu hỏi như thế này cũng sẽ được tăng cường. Quay lại với 4 cấp độ thì đề thi môn hóa học khác đầu tiên, mọi năm khác đầu tiên, đó là không còn có cái sự không còn có phần tự chọn, mà đề thi chỉ gồm 50 câu trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 15, tất cả đều phải làm 50 câu này. Trong 50 câu thì về cấu trúc người ta sẽ được chia theo mức độ về nội dung như thế này. Thứ nhất là phần nhận biết khoảng 25 câu, tương ứng với 5 điểm. Đây là những nội dung kiến thức cơ bản, hay nói một cách khác, đây là những cái nội dung đỗ tốt nghiệp. Những câu hỏi này thường tập trung vào các cái
cái việc viết phương trình phản ứng giải thích các cái hiện tượng rất đơn giản mà cung cấp đơn thuần ở trong sách giáo khoa, chỉ cần chúng ta tái hiện lại trong bài thi mà thôi. Đó, mức độ là tương đối dễ và nó chiếm 25 câu, tương ứng với 5 điểm. Ai làm được 5 điểm chỗ này thì chắc chắn độ tốt nghiệp rồi. Đó. Phần thứ hai, phần thông hiểu có một cái sự gọi là vận dụng nhẹ ở đây, đó là khoảng 10 câu tương ứng với 2 điểm. À, tương 2 điểm. Đây là những câu hỏi trung bình khá một chút, trung bình ở mức độ trung bình khá. À, 2 điểm, như vậy là nếu như làm được 35 câu chỗ này chúng ta được 7 điểm rồi. Và ở mức độ 7 điểm thì có lẽ chúng ta cũng chỉ dừng lại các cái trường top dưới hoặc là các cái trường cao đẳng mà thôi. Ở mức độ cao hơn, mức độ thứ 3 là vận dụng khoảng 10 câu về cái phần này. Đấy, để chúng ta kiếm được cái điểm thứ 8 và điểm thứ 9 ở đây. Vận dụng ở đây là gì? Đó là sử dụng các cái kiến thức tổng hợp ở phần trước đã học, ở nội dung kiến thức cơ bản, áp dụng các cái phương pháp để giải quyết các cái bài toán, giải quyết các cái vấn đề thì mang tính tổng hợp mà đề yêu cầu. Và ở mức độ thứ 3, ở mức độ thứ 3 là trường hợp vận dụng cao. Vận dụng cao ở đây là không chỉ các cái kiến thức mà còn có sự tổng hợp kiến thức, tổng hợp các cái phương pháp. Đó, cái số lượng câu hỏi liên quan ở cái mức độ vận dụng cao thì không nhiều, khoảng 5 câu mà thôi, tương ứng với 1 điểm. Và đây là những cái bài dành cho những bạn giỏi có mức độ điểm là khoảng từ 9 trở lên. Đấy. Và có mong muốn là được xét tuyển vào các cái trường top trên, top đầu. Đây là cấu trúc của 50 câu trắc nghiệm. Và trong cái đề thi, trong cái chương trình Penny mà chúng tôi cung cấp ở đây, nó cũng sẽ phân theo các cái dạng mức độ như thế này. Trong một đề thi, đấy, tất nhiên là sự phân chia cũng sẽ là tương đối. Trong bộ 15 đề thi và trong mỗi đề thi thì chúng tôi sẽ cố gắng phân chia theo đúng các cái mức độ khác nhau, theo đúng yêu cầu của đề thi. Và trong cái nội dung thì cũng sẽ phân bổ đầy đủ như chương trình chúng ta đã học, đó là khoảng 50% vô cơ, 50% hữu cơ. Cụ thể hơn trong đó khoảng 40% vô cơ, 40% hữu cơ và cái phần 20% còn lại nó nằm ở phần đại cương. Đại cương thì nó có bao gồm cả đại cương về hữu cơ và đại cương về vô cơ. Đó, tất cả các nội dung đều xuất hiện trong này. Nói về mức độ, về cái sự đặc thù riêng của môn hóa học thì tôi lấy một cái ví dụ thế này. Đây là một thí nghiệm, thực hiện một thí nghiệm như hình vẽ. Thế hiện tượng quan sát được ở cái dung dịch, ở cái ống nghiệm chứa dung dịch đồng nitrat là gì? Chúng ta phải có cái khả năng vận dụng, có cái khả năng nhớ được cái thí nghiệm ở trong sách giáo khoa như thế nào, đọc được cái thí nghiệm này. Chúng ta có một cái hỗn hợp kẽm tác dụng với axit sulfuric loãng, cái hỗn hợp này nằm trong một cái ống nghiệm nhỏ. Sau đó cái khí thoát ra được đưa qua một cái ống nghiệm nằm ngang, đun nóng có chứa lưu huỳnh. Toàn bộ cái khí thu được dẫn qua dung dịch đồng nitrat. Đây là một câu hỏi, đây là một câu hỏi có tính vận dụng kiến thức vào các thí nghiệm thực tế. Đấy. Và câu hỏi là hiện tượng của dung dịch đồng nitrat. Đấy, dung dịch, cái ống nghiệm chứa dung dịch đồng nitrat là gì? Phương án A không có hiện tượng gì, phương án B là có cái tủa màu đen, phương án C là có cái tủa màu vàng, phương án D là có cái tủa màu xanh chẳng hạn. Đó, như vậy chúng ta cùng suy nghĩ xem bài này thì giải quyết thế nào. Không dễ để làm bài tập như thế này. Đây là một cái câu hỏi về phản ứng thì rất là dễ. Thế chúng ta cùng xem xét một cái phản ứng rất quen thuộc thế này. Chúng ta có đồng sulfur có tác dụng với axit như đấy. Thực chất thì ai cũng có thể viết được cái phương trình phản ứng này. Thầy cô nào cũng có thể viết, chúng ta hướng dẫn chúng ta viết và hoàn thành cái phương trình phản ứng này. Đấy, sản phẩm thu được là đồng nitrat, axit sulfuric giải phóng khí, ví dụ NO2 cộng với nước. Chúng ta có thể cân bằng. Đấy, cân bằng thì rất nhiều cách để cân bằng. Ví dụ đồng từ 0 lên dương 2 nhường 2, lưu huỳnh từ 0 lên dương 6 nhường
nhường 6, như vậy tổng cộng là 80 lệch tâm. Đấy, nhường 80 lệch tâm, meter nhận 1 cho nên đạt hiệu số 8 vào đây. 1 đây, 1 đây. Như vậy cân bằng. Đấy, 8 với 2 là 10. À. 10 HNO3, 10 hydro, đây 2 rồi. Như vậy còn 4. Đó. Đấy chưa? Đấy. Đây là cái phương trình phản ứng của đồng sunfua tác dụng với axit nucleic. Như vậy nó vẫn phản ứng và nó bị hòa tan. Này với cái bài tập này thì như thế nào? Đấy. Chúng ta thấy bắt đầu từ cái dung dịch hỗn hợp gồm kẽm và axit nucleic, axit sunfuric thì sẽ có cái phản ứng kẽm. Đó. Kẽm này tác dụng với axit sunfuric. Đây là axit sunfuric loãng thì tạo thành kẽm sunfat giải phóng khí hydro. Dung dịch kẽm sunfat này sẽ nằm im ở trong cái ống nghiệm nhỏ thứ nhất. Còn hydro thoát ra này sẽ quay sang sẽ thoát ra ngoài và tác dụng với lưu huỳnh hydro nóng để tạo thành khí H2S. Khí H2S. Như vậy thì cái khí sục và dung dịch đồng nitrat sẽ là H2S. Vậy thì nếu có phản ứng thì đó sẽ là phản ứng của đồng nitrat với khí hydro sunfua. Nếu phản ứng sinh ra sẽ tạo thành đồng sunfua và cộng với axit nitric. Đấy, cân bằng phản ứng 2. Đấy, như vậy các cái phản ứng sinh ra ở trong cái thí nghiệm này gồm 3 phản ứng. Thế thì bây giờ vậy lại băn khoăn liên hệ, chúng ta thấy đồng sunfua bị hòa tan trong axit nitric. Thế ở đây sinh ra đồng mà lại có axit nitric tạo thành. Thế thì nó có bị hòa tan không? Nếu hòa tan thì cái hiện tượng trong dung ống nghiệm chứa dung dịch đồng nát là không có gì, không có kết tủa, không bay hơi gì cả. Đó, còn nếu không bị hòa tan thì có. Đó. Nào, kết quả là gì? Đấy. Đây là một trong những câu hỏi mà cần liên hệ, cần vận dụng kiến thức từ lý thuyết sang thực tế. Mà thực tế này là gì? Thực tế này đó chính là các cái phương trình, các cái thí nghiệm thôi. Đấy, phải tăng cường các thí nghiệm, tăng cường giải thích các cái hiện tượng thí nghiệm cũng như là các hiện tượng trong đời sống. Thế thì ở đây chúng ta mới thấy một điều rằng đúng là đồng sunfua hòa tan được axit nitric. Nhưng xin nhớ rằng cái tỷ lệ mol phản ứng đây là 1 này, 10 này. Đồng sunfua này, 1, 10 này. Đấy. Trong khi đó cái tỷ lệ sinh ra nó chỉ là 1 và 2. Như vậy thì cho dù là nó có phản ứng ngay lập tức thì lượng axit nitric cũng không đủ để hòa tan hết đồng sunfua sinh ra. Như vậy vẫn có kết tủa được tạo thành. Vẫn có kết tủa được tạo thành. Đấy. Như vậy hiện tượng sinh ra, hiện tượng thu được ở cái thí nghiệm này trong cái ống nghiệm chứa dung dịch đồng nitrat đó là tạo thành kết tủa màu đen. Đấy, tạo thành kết tủa màu đen. Nó có thể nó bị hòa tan. Đấy. Nhưng nó chỉ hòa tan một phần. Mặt khác nữa là ban đầu cái lượng H2S cho vào không nhiều, cái lượng axit nitric sinh ra cũng không nhiều. Vì vậy cho nên cái việc hòa tan đồng sunfua là có thể chưa xảy ra và hiện tượng thu được vẫn là tạo kết tủa. Đó, có kết tủa. Đó chỉ là một trong các cái câu hỏi có liên quan tới ứng dụng ở trong thí nghiệm đặc thù riêng của môn hóa học. Đấy. Còn rất nhiều các cái thí nghiệm khác, rất nhiều các câu hỏi khác mà sẽ được bổ sung, sẽ được sử dụng trong quá trình luyện các cái đề thi này. Tôi lấy một cái ví dụ thực chất thì nó rất gần với đời sống. Trong các cái thông tin về xã hội luôn luôn có, ví dụ như là cái dioxin hay còn gọi là chất độc màu da cam. Trong sách giáo khoa có nói về cái công thức phân tử của chất này. Chất độc màu da cam thì không cần nói nhiều thì chúng ta cũng biết tác hại của nó rồi. Thì việc có câu hỏi đặt ra tại sao nó lại có tên là màu da cam. Đấy, phương án thứ nhất là gì? Phương án thứ nhất là cái bột dioxin đó nó có màu da cam. Thứ hai, phương án B là gì? Là cái thùng đựng chất độc đó có màu da cam. Phương án C là gì? Là khi mà tác dụng với oxy không khí giải ra thì nó chuyển thành màu da cam. Hay là phương án D là những người hít thở phải thì chuyển cái màu da thành cái màu vàng hơn, màu da cam. Là các phương án. Kết quả là gì ạ? Phương án B. Chất độc màu da cam dioxin không phải có màu da cam mà nó được đựng trong cái thùng có màu da cam. Vì vậy cho nên người ta gọi nó là chất độc màu da cam. Đó. Các bạn đã biết câu này chưa? Đó là những câu vận dụng từ lý thuyết hóa học sang đời sống.
Đó, và số lượng các câu hỏi này thường xuyên sẽ xuất hiện và chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi năm 2015 môn hóa học. Đó. Với tiêu chí là rèn phương pháp và luyện kỹ năng thì cái khóa luyện thi quốc gia môn hóa học PENI sẽ cung cấp cho chúng ta trước hết thông qua các bài học trong đề thi sẽ luyện cho chúng ta, rèn cho chúng ta những cái phương pháp đã học ở phần trước. Trong đề thi, trong bài học thì không chỉ đưa ra cách giải của bài này, không chỉ đưa ra đáp án của bài này, mà còn hướng dẫn chúng ta sử dụng phương pháp nào cho phù hợp nhất, hiệu quả nhất với câu hỏi đó. Đó. Thứ hai là luyện kỹ năng. Chúng ta luyện ở đây là kỹ năng làm bài, kỹ năng phân phối thời gian và cái kỹ năng đặc biệt quan trọng đó là kỹ năng nhận diện câu hỏi. Khi đọc vào câu hỏi A, câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai thì chúng ta trong đầu chúng ta phải liên tưởng được, phải làm thế nào đó để luyện được cái kỹ năng là sử dụng phương pháp nào, bài này sử dụng phương pháp nào, bài này người ta muốn lừa chúng ta cái gì. Đây là một cái dạng bài tập, đây là một cái câu trong cái nhóm là dễ hay là khó. Đó. Và tất cả các cái việc rèn phương pháp và luyện kỹ năng này sẽ được chúng tôi trợ giúp các bạn, các em. Chúc các bạn và các em có đủ sức khỏe, đủ minh mẫn để tiếp thu tất cả các nội dung kiến thức và cuối cùng đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm 2015.